mệt quá nha Tiên, đủ mẹ mẹ nha Tiên. Ông nhìn nè, ông nhìn cái chí giữa ông bành cây nè, ông thư gẫn. Ông nhìn cái quay đi. Hai quay là biết rồi mà quên. Quên làm hoài, để nói mà quên hoài. Gửi cho Diễm giùm cô chứ. Gửi cho Diễm chị Quỳnh cho nó thèm những miếng, ta mua rồi đó. Lấy thì nào mình giết trời đó, ăn rồi. Để nó đi. Chưa đâu, không đâu, sáng đi chợ đi quá trơn, có ai đâu mà. Cái chưa, bà cái xế bà mấy cái. Chứ chưa mà. Chưa bắt. Chưa bắt. Để nó ăn ăn có sao đâu. Ăn bỏ ruột nó lỡ cho nó bể. Nó bỏ ruột hết, nó phải ruột ăn đâu. Trời ơi trời, ruột mà bỏ, ngủ. Có ăn đâu. Dư nếp và dư chuối hả? Không có dư chuối hả? Gói sẵn gói có vậy đâu. Ông sẵn trời thấy gốm không đổ lâm cho người chân dừa ăn gốm là gốm thôi đổ bỏ được mà gói viên đậu mà ăn được rồi bỏ tủ lạnh á nhưng chú bỏ không được chứ nó khác hết trơn à chê không cho nó gầy buộc rồi đó hả? Hả? Buộc cái bánh này xong quá. Tới khi mình xấu hơn ổng nữa. Thôi đi, đừng cho buộc, buộc cái nước nở chê nữa. Nó không có biết gói gì mà tao buộc đẹp. Gói cái bánh ở trong chuồng còn khe. Chào! Chua khe phải rồi. Vậy là chua khe. Chùa khen không chứ hà quá chủ mẹ bỏ phần cái gì đó ha lại đó tôi nhớ đồng nhật ngày hôm qua mắc cười hỏi ai bữa mai cúng ra quậy gửi dịch đồ cúng luôn chưa biết trời nó tao giận quá trời giận ừ không ra thôi nó nói ừ không ra thôi không nội tao nói rồi không nội gửi cái mà nói hồi cái chừng nào cúng sáng cúng mà tao nói ừ sáng ra đi quệ gửi vịt chứ gửi thịt tôi gửi đồ gì à chiều nay bắt tép rồi lấy ấy sáng lấy gửi về giao bào đâu không về cúng ba sao mày ăn trăng đó mày đòi xào cho mau mau chín xà sậu đậu sống không chín tao phải chịu đậu sống hà mà tao sợ nó nấu không chín tôi mà sầm sàm tôi rồi tôi chuyện mẹ bắt đường bỏ liền giết tâm thôi kệ em đi tao tính ổng mà ổng không có gà thôi kệ ổng đi có sao đâu anh em mà tao mua giấy quần áo tao không được mấy chiếc tao chưa được ổng đưa cái em của ổng mua cắt lại đến vỗ với đó tại vì tao nằm bao thấy ổng tao nằm bao thấy bao xin tiền tao ổng nói ba hết tiền rồi tao mua nhóc hết trơn chứ mua mấy chục ngàn tiền với dòng bạc quần áo 4 bộ quần áo tiền mua nhóc phải một sắp.